Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liên. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi tiếng Việt lớp 3, tuần 5, trang 38-39. Thì trong quá trình xem, nếu các em thấy có quảng cáo thì hãy nhấn vào xem để ủng hộ Thầy Liên có thêm kinh phí để làm những video tiếp theo nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào bài tập của nội dung của bài học hôm nay. Tập đọc Người lính dũng cảm. Bắn thêm một loạt đạn vẫn không diệt được máy bay địch. Viên tướng hạ lệnh, vượt rào, bắt sống nó. Hàng rào là những cây nứa tép dựng xuyên ngô quả trám. Cậu lính bé nhất nhìn thủ lĩnh ngập ngừng. Chui vào à? Nghe tiếng chui, viên tướng thấy chói tai. Chỉ những thằng hèn mới chui. Cả tớp leo lên hàng rào, trừ chú lính nhỏ. Chú nhìn cái lỗ hổng dưới chân hàng rào rồi quyết định chui qua đó. Nhưng chú mới chui được nửa người thì hàng rào đổ. Tướng sĩ ngã đè lên lú hoa 10 giờ, còn hàng rào thì đè lên chú lính. Chiếc máy bay là một chú chuồn chuồn ngô, giật mình cất cánh. Quân tướng hoảng sợ lao ra khỏi vườn. Giờ học hôm sau, thầy giáo nghiêm trọng hỏi, hôm qua em nào phá đổ hàng rào, làm dập hoa trong vườn trường? Thầy nhìn một lượt những khuôn mặt học trò, chờ đợi sự can đảm nhận lỗi. Chú lính nhỏ run lên, chú sắp phun ra bí mật, thì một cú véo nhắc chú ngồi im. Thầy giáo lắc đầu buồn bã, thầy mong em nào phạm lỗi, sẽ sửa lại hàng rào và lú hoa. Thì tất cả túa ra khỏi lớp, chú lính nhỏ đợi viên tướng ở cửa, nói khẽ, ra vườn đi. Viên tướng khoát tay, về thôi, nhưng như vậy là hèn. Nói rồi, chú lính quả quyết, bước về phía vườn trường. Những người lính và viên tướng sững lại nhìn chú lính nhỏ, rồi cả đội bước nhanh theo chú, như là bước theo một người chỉ huy dũng cảm. Theo Đặng Ái. Thì như vậy, các em đã vừa cùng cô theo dõi bài tập đọc Người lính dũng cảm. Rồi sau khi chúng ta đã đọc xong bài tập đọc thì bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần giải thích từ. Ở đây nứa tép là nứa nhỏ, ô quả trám là ô có hình thoi, giống hình quả trám. Thủ lĩnh là người đứng đầu, hoa 10 giờ là loài hoa nhỏ, thường nở vào khoảng 10 giờ trưa. Nghiêm trọng là nói bằng giọng nghiêm khắc. Quả quyết là dứt khoát không chút do dự. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ vào phần câu hỏi. Câu 1. Các bạn nhỏ trong truyện chơi trò gì ở đâu? Thì các em khi mà đọc qua bài tập đọc Người lính dũng cảm thì các em thấy ở đoạn đầu. Các em hãy nhìn vào sách nha. Đoạn đầu, đoạn số 1 là bắn thêm một loạt đạn vẫn không diệt được máy bay địch. Viên tướng ra lệnh, vượt rào, bắt sống nó. Hàng rào là những cây nứa tép dựng xuyên ô quả trám. Cậu lính bé nhỏ nhìn thủ lĩnh ngập ngừng. Chui vào à, nghe tiếng chui. Viên tướng thấy chói tai, chỉ những thằng hèn mới chui. Thì ở cái đoạn này, khi chúng ta đọc ở cái đoạn này thì chúng ta thấy rằng các bạn nhỏ trong chuyện đang chơi trò cái trò là bắn máy bay địch trong vườn trường. Thì như vậy chúng ta sẽ trả lời câu số 1 này là các bạn nhỏ trong chuyện chơi trò bắn máy bay địch trong vườn trường. Rồi tiếp theo câu số 2, vì sao chú lính nhỏ quyết định chui qua lỗ hổng dưới chân rào? Thì ở cái chi tiết này, các em cũng thấy rằng khi mà đọc đoạn số 2, cả tớp leo lên hàng rào, trừ chú lính nhỏ, chú nhìn cái lỗ hổng dưới chân hàng rào, rồi quyết định chui qua đó. Nhưng chú mới chui được nửa rào thì hàng rào đổ, tướng sĩ ngã đè lên lú hoa 10 giờ, còn hàng rào thì đè lên chú lính. Chiếc máy bay là một chú chuồn chuồn ngô,
giật mình cất cánh, quần tướng hoảng sợ lao ra khỏi vườn. Thì ở cái đoạn này các em thấy rằng chú lính nhỏ đó là quyết định chui qua lỗ hổng dưới chân rào vì chú sợ làm hàng rào của vườn bị đổ. Rồi như vậy câu số 2 này chúng ta sẽ trả lời là chú lính nhỏ quyết định chui qua lỗ hổng dưới chân rào là vì chú sợ làm đổ hàng rào của nhà trường. Rồi tiếp theo câu 2. Việc leo rào của các bạn khác đã gây hậu quả gì? Thì ở cũng đoạn số 2 thì các em thấy rằng là cái hậu quả của các bạn khác đã gây ra đó là hàng rào bị đổ. Na tướng sĩ đã ngã đè lên lúc hoa 10 giờ, còn hàng rào thì đè lên chú lính nhỏ. Như vậy thì việc leo rào của các bạn khác đã gây hậu quả là đã làm hàng rào bị đổ, tướng sĩ ngã đè lên luống hoa 10 giờ, còn hàng rào thì đè lên chú lính nhỏ. Rồi tiếp theo câu 4. Thầy giáo chờ mong điều gì ở học sinh trong lớp? Thì các em hãy xem lại, hãy nhìn vào sách và xem lại cái đoạn số 3. Giờ học hôm sau, thầy giáo nghiêm giọng hỏi: hôm qua em nào phá đổ hàng rào, làm dập hoa trong vườn trường? Thầy nhìn một lượt những khuôn mặt học trò, chờ đợi sự can đảm nhận lỗi. Chú lính nhỏ run lên. Chú sắp phun ra bí mật thì một cuốn véo nhắc chú ngồi im. Thầy giáo lắc đầu buồn bã. Thầy mong em nào phạm lỗi sẽ sửa lại hàng rào và luống hoa. Đó, thì khi đọc ở cái đoạn 3 này thì chúng ta thấy rằng thầy giáo đã chờ đợi học sinh trong lớp biết tự giác và can đảm nhận lỗi về cái việc đã làm ngã cái hàng rào và dập những cái luống hoa 10 giờ ở vườn trường. Như vậy câu số 4 các em sẽ trình bày như sau: thầy giáo đã chờ đợi học sinh trong lớp biết tự giác và can đảm nhận lỗi. Rồi tiếp theo câu số 5. Ai là người lính dũng cảm trong chuyện này? Thì các em hãy đọc cái đoạn số 4 ở sách giáo khoa của bài tập đọc. Khi tất cả túa ra khỏi lớp, chú lính nhỏ đợi viên tướng ở cửa, nói khẽ: ra vườn đi. Viên tướng khoát tay: về thôi. Nhưng như vậy là hèn. Nói rồi chú lính quả quyết bước về phía vườn trường. Những người lính và viên tướng sững lại nhìn chú lính nhỏ, rồi cả đội bước nhanh theo chú như là bước theo một người chỉ huy dũng cảm. Thì khi đọc ở đoạn này, chúng ta sẽ thấy cái người lính dũng cảm trong chuyện này đó là chú lính nhỏ. Vì chú lính nhỏ đã chú bé đã chui vào hàng rào. Chú bé đã chui vào cái hàng rào và trong chuyện này thì chú đã kiên quyết sửa lỗi bằng cách là đi sửa lại cái hàng rào và luống hoa. Như vậy người lính dũng cảm trong chuyện này là chú bé, là chú lính nhỏ. Thì như vậy ở đây chúng ta sẽ trả lời như sau: chính chú bé chui rào là người lính dũng cảm trong chuyện này. Chú đã kiên quyết sửa lỗi bằng cách là đi ra sửa lại hàng rào và luống hoa. Như vậy câu 5 chúng ta sẽ trình bày như thế này. Rồi cuối cùng đó là qua cái nội dung của bài tập đọc hôm nay, người lính dũng cảm, thì cái nội dung chính của bài nêu lên là khi mắc lỗi là phải biết nhận lỗi và sửa lỗi. Người dám nhận lỗi để sửa lỗi là người dũng cảm.
Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi tiếng Việt lớp 3. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.